nóng 24 giờ qua, ô tô phóng bạt mạng trốn cảnh sát giao thông, tông liên tiếp vào người đi đường. Ô tô phóng bạt mạng trốn cảnh sát giao thông, tông liên tiếp vào người đi đường. Chiều ngày 24 tháng 4, một đoạn clip dài hơn 8 phút được đăng tải lên Facebook. Theo nội dung clip, chiếc ô tô 7 chỗ có gắn BKS93A143-27 đang trên đường tháo chạy. Bất chấp nguy hiểm, tài xế lái xe lao đi, bạt mạng, nhiều lần tông vào người đi đường. Phía sau, cảnh sát giao thông hú còi inh ỏi cùng nhiều người dân rượt đuổi với tốc độ cao nhưng bất thành. Trao đổi với phóng viên, đội trưởng đội tham mưu, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, công an thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đang phối hợp với công an địa phương để điều tra, xử lý. Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô 7 chỗ trong vụ việc đã gây tai nạn rồi bỏ chạy, do đó, cảnh sát giao thông đã sử dụng xe đặc chủng để truy đuổi với sự hỗ trợ từ người dân. Tuy nhiên, do xe của cảnh sát giao thông bị chết máy khi đến khu vực giáp danh thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương nên chiếc ô tô 7 chỗ nói trên đã tẩu thoát được. Thông tin về sức khỏe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 25 tháng 4, một số phóng viên hãng thông tấn nước ngoài nêu câu hỏi về tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường, bà Hằng nói. Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Cư Ninh Kiều, Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết hiện sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ổn định và ông sẽ sớm trở lại làm việc. Vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng, bắt tránh thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn, sinh năm 1970, tránh thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Đặng Anh Tuấn. Cơ quan điều tra xác định, năm 2016, đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin Truyền thông phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, CNC do Nguyễn Văn Dương điều hành, đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài tip, quắc. Sau đó, đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý. Tuy nhiên, ông Tuấn đã lợi dụng chức vụ là tránh thanh tra bộ không tham mưu để bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của đoàn kiểm tra. Ông Tuấn cũng ký phiếu trình đề xuất Bộ trưởng Thông tin Truyền thông cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra, mà không có kết luận xử lý, dẫn đến hoạt động của game bài tip, quắc không được ngăn chặn xử lý kịp thời, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nắng nóng chưa từng có tại Việt Nam lên báo Mỹ. Mới đây, The Washington Post Mỹ đưa thông tin, nhiệt độ tại Việt Nam vào ngày 20 tháng 4 đã chạm ngưỡng 43,4 độ C, nhiệt độ cao chưa từng có này được ghi nhận tại Hương Khê, Hà Tĩnh, thông thường. Nhiệt độ trung bình tại khu vực này chỉ dao động trong khoảng từ 27-32 độ C. Để minh họa cho đợt nắng nóng khủng khiếp đang diễn ra tại Việt Nam, trang báo Mỹ lấy ví dụ rằng 43,4 độ C là đủ để làm mềm bút sáp màu, làm tan chảy chocolate, và đẩy nhiệt độ bên trong chiếc ô tô đậu ngoài trời vượt qua 60 độ C. Tờ này bày tỏ sự lo ngại khi nhiệt độ cao kỷ lục này đã xuất hiện trong tháng 4 đầu hè, trong khi tháng 6-7 mới là khoảng thời gian nóng nhất tại Việt Nam. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu TT dự báo KTTV quốc gia, cho hay, theo dự báo, 2019 là một năm nóng. Ông nhận định, mùa hè năm nay sẽ gay gắt và khắc nghiệt hơn, số đợt nắng nóng có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nhận định về khả năng nắng nóng nhất trong lịch sử mà các trung tâm dự báo quốc tế đưa ra chỉ là một kịch bản, chứ không mang tính dự báo, ông Hưởng nói. Bắt được nghi can gây thảm án 3 người chết ở Bình Dương. Sau 18 giờ tích cực điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã xác định nghi can gây ra vụ thảm án làm 3 người trong một gia đình tử vong tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, TX Tân Uyên là Trần Trọng Luận, sinh năm 1985, hàng xóm của nạn nhân. Tại trụ sở công an, Luận khai nhận đã một mình ra tay sát hại cả 3 người gồm bà Đào Thị Thu Cúc 54 tuổi, Trần Thị Quỳnh Nhi 17 tuổi, con bà Cúc và bé gái Nguyễn Thị Bảo Ngân 8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc. Nói về lý do gây án, Luận trình bày, ngày 23 tháng 4, sau khi đánh bạc thua tiền, Luận chán nản muốn tự tử, nhưng bỗng dưng nhớ lại chuyện trước đó lần đến quán bà Cúc uống cà phê, thì Nhi có thái độ khinh thường Luận. Do đó, Luận nghĩ đến việc sẽ sát hại Nhi cho hả giận. Nghĩ là làm, Luận chuẩn bị thuốc nơ vít tự chế, mã tấu và dao thái lan rồi đến nhà bà Cúc,
sát hại cả ba người đang có mặt trong nhà. Gây án xong, Luận trở về nhà tắm rửa, rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100 mét, rồi quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết. Khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát, công an phát hiện hung khí cùng hàng chục nhát dao trên người ba nạn nhân. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.